Có bao nhiêu anh chị, mình đã từng gặp một cái người nào đó mà họ đổi đời trong một cái thời gian rất là ngắn thôi. Cái thời gian trước đây mình gặp họ, họ đang rất là loay hoay bế tắc trong cuộc sống. Có thể là họ gặp những cái mối quan hệ không ok, công việc của họ, sức khỏe của họ, nhìn họ rất là tiều tụy, rất là đang trên cái đà là không có tuyệt vời. Nhưng mà sau đó một cái thời gian ngắn thôi, mình gặp lại họ, mình cảm thấy là họ như một cái con người hoàn toàn khác, từ cái thần thái, cái sắc diện cho đến là những cái mối quan hệ của họ, tài chính của họ. Họ có thể là họ đã sở hữu xe rồi, sở hữu nhà rồi và họ đang sống một cuộc đời rất là hạnh phúc. Đôi khi là mình nghĩ là chắc họ trúng vé số đó. Sao mà có thể là họ thay đổi nhanh đến như vậy được? Thì ngay bây giờ lúc này Nhung sẽ chia sẻ với anh chị một trong những cái điều bí mật mà thực chất những cái người mà họ đổi đời trong cái thời gian ngắn. Bởi vì họ biết, họ hiểu được cái bí mật này. Và cái điều đó cũng diễn ra với cái cuộc sống của Nhung. Nhung cũng đã chuyển hóa được cái cuộc sống của Nhung trong một cái thời gian ngắn, nó rất là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Và bí kíp này Nhung cũng được học từ người thầy của mình trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Thì ngày hôm nay nếu như anh chị em nào cũng có duyên xem được cái video này của Nhung thì hãy ngồi lại đây xem hết cái video này của Nhung nhé. Đây là cuốn sách The Magic, thường gọi là cuốn sách phép màu. Nếu như anh chị nào mà chúng ta cũng muốn thay đổi cái cuộc sống của mình, phất lên thay đổi được cuộc đời của mình một cách nhanh chóng, thì Nhung nghĩ là anh chị bắt buộc phải có cái điều này trong cuộc sống của anh chị. Đó là phải thực hành cái phép màu cho cuộc sống của mình mỗi ngày. Và nếu như anh chị nào đang cảm thấy là tiền bạc của mình đang bị thiếu thốn, không được dư dả, đó là phản ánh cái việc mà anh chị đang thiếu thốn cái lòng biết ơn ở bên trong, thiếu đi cái tình yêu thương, thiếu đi cái sự trân trọng đối với những cái khoản tiền mà mình đã có được trong cuộc sống. Hoặc là về mối quan hệ đi, lúc đầu thì anh chị có thể cảm thấy là gia đình mình đang hòa thuận, hạnh phúc, êm ấm, nhưng sau dần một cái thời gian, có thể là những cái lý do về cơm áo gạo tiền, do là chúng ta không chăm chút tình yêu cho những cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ xung quanh của mình. Có nghĩa là anh chị đã thiếu đi phép màu, thiếu đi cái tình yêu thương trong cuộc sống của mình, nên thành ra là anh chị thấy cái mối quan hệ của mình nó bị thiếu hụt. Hay là về sức khỏe của anh chị, không có ai mà họ xinh đẹp mà lại không yêu cơ thể của mình cả. Nên là nếu như anh chị thấy những cái thứ bên ngoài, cái kết quả trong cuộc sống của anh chị nó phản ánh những cái điều mà anh chị thập khiển hay là chưa được đủ đầy như anh chị mong muốn, thì hãy thực hành bằng phép màu, bằng lòng biết ơn. Và Nhung thường gặp nhiều anh chị là khi nào anh chị cảm thấy thiếu hụt, khi nào anh chị cảm thấy cần thì anh chị mới thực hành cái điều này. Thì nó không có đúng anh chị ạ. Anh chị phải làm như thế nào mà cái điều này nó phải trở thành cái lối sống của mình, để cho bên trong mình lúc nào mà nó cảm thấy là nó đủ đầy, tràn trề cái năng lượng đủ đầy yêu thương. Chính vì vậy là anh chị phải thực hành mỗi ngày. Hãy có cho mình một cái môi trường để mình thực hành cùng những người tích cực. Và Nhung chia sẻ với anh chị là cái việc này nó không đơn giản là anh chị chỉ cần viết xuống. Có nhiều anh chị nói là thực hành thì có lúc được, lúc không được. Ví dụ như anh chị cần một cái số tiền nào đó, anh chị áp dụng cái công thức này về lòng biết ơn về tiền, anh chị viết xuống là hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn với cái khoản tiền này về trong tài khoản của tôi ngay lập tức. Có thể là nó về ngay lập tức, có thể là anh chị ứng dụng có lúc được lúc không, nhưng cái điều quan trọng ở đây là cái niềm tin và suy nghĩ của anh chị nó mới quyết định cái điều này có xảy ra với anh chị không. Cái cảm xúc, cái niềm tin, cái suy nghĩ của anh chị mới là quyết định là anh chị có hút được cái khoản tiền này về với mình hay không. Đó không phải là cái ngôn từ anh chị viết xuống, mà nó chính là cái cảm xúc của mình, mà đó chính là những cái suy nghĩ, những cái tần số năng lượng mà mình phát ra mỗi ngày đó anh chị ạ. Anh chị đừng có viết cái số tiền đó trong cái tâm thái là anh chị đang rất là lo lắng, đang tìm cách làm sao mình có được cái khoản tiền đó để chi trả cho những cái hóa đơn hay là chi trả vào những cái việc mà mình cần phải dùng tiền. Vậy nên anh chị nào ở đây mình tha thiết được mang phép màu vào trong cuộc sống của mình để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì có thể là tham gia học tập rèn luyện cùng Nhung. Vì Nhung đang có sẵn một cái chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn mang phép màu vào cuộc sống của bạn. Đã có những cái bước chuẩn chỉnh cụ thể từng ngày cái việc mình cần phải làm như thế nào. Và nếu như anh chị nào mình kiên trì đi theo cái lộ trình này đúng 28 ngày thì Nhung đảm bảo với anh chị luôn, anh chị sẽ thay đổi được cái tần số cảm xúc bên trong mình, thay đổi lấp đầy được những cái suy nghĩ bên trong mình, mang lại cho mình một cái sự đủ đầy từ bên trong. Và Nhung chắc chắn với anh chị luôn, mọi thứ nó sẽ hiển lộ ra bên ngoài của anh chị.
và tiền tài của anh chị sẽ phất lên, mối quan hệ của anh chị, công việc của anh chị phất lên một cách khủng khiếp luôn. Và điều này là đúng với Nhung và tất cả những anh chị em đã và đang đồng hành với câu lạc bộ. Hơn 5.000 anh chị em đang đồng hành với câu lạc bộ rồi, và ngày hôm nay cơ hội đó đã đến tay bạn. Hãy vào đây để cùng học tập đồng hành với Nhung nhé.